Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô Hướng và các bạn sẽ tiếp tục khám phá về khu vườn của mình nhé. Tiếp tục với chủ đề My Garden. Trong khu vườn mình còn nhìn thấy những chú sâu bướm nữa đấy. Caterpillar. Một chú sâu bướm sẽ là a caterpillar. Một chiếc lá. Leaf. A leaf. Bông hoa, flower, a flower. Chúng ta sẽ hỏi xem những con vật trong khu vườn của mình chính xác đang nằm ở vị trí nào nhé. Where, dùng câu hỏi where để viết về vị trí. Where is the butterfly? Con bướm đang ở đâu nhỉ? Các bạn nhìn thấy nó đang ở trên cánh hoa đúng không? On the flower. On, bên trên. Các bạn còn nhớ cách sử dụng giới từ in, on, under không nhỉ? Ở bên trên dùng on the flower. I see a butterfly on the flower. Còn bây giờ chú sâu bướm đang ở đâu? On the leaf. Ở trên chiếc lá. Where is the caterpillar? I see a caterpillar on the leaf. Còn lúc này chú sâu bướm đang ở đâu nhỉ? Đang ở mặt dưới của chiếc lá. Chúng ta sẽ sử dụng giới từ gì? Under the leaf. Where is the caterpillar? I see a caterpillar under the leaf. Thế nhìn thấy một con sâu bướm ở dưới chiếc lá đấy. Còn bạn kiến này đang ở đâu nhỉ? Nó đang ở trong bông hoa đấy các bạn ạ. Khi cái con vật này mà nó đi sâu vào các cái tán nhụy này, các cái cánh hoa thì chúng ta sẽ nói là in the flower. Where is the ant? I see an ant in the flower. Còn các bạn hãy ngắm mi vui nhìn khu vườn của mình và cho cô biết các con vật dễ thương đang ở đâu nhé. Goodbye.